Xin chào quý vị, chào bà con nông dân đang đến với bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, phân bón mặt trời mới, phân bón Hai Phong đã đồng hành cùng với bản tin của chúng tôi. Dì Hiền thân mến, trong cái điều kiện mà giá vật tư nông nghiệp và phân bón luôn luôn có nhiều cái biến động như vậy thì cái việc mà bà con nông dân của chúng ta chủ động ủ phân hữu cơ từ các loại phế phẩm để có thể là có cái nguồn phân bón rất là chủ động cho vườn cây của mình là một cái việc rất là cần làm, đúng không? Dạ, đúng như vậy đến Hưng Cát à. Và bởi như vậy mà Dự Hiền mới nghĩ rằng là tự ủ phân hữu cơ không những giúp cho người trồng có thể giảm được chi phí sản xuất nè, mà còn cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm rất là sạch nữa, rồi thân thiện và bảo đảm sức khỏe cho cả người tiêu dùng, đặc biệt là không gây ô nhiễm môi trường nha. Và rất là tuyệt vời phải không thưa quý vị? Và Dự Hiền và Hưng Cát sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con quy trình xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và cách mà các nhà nông của chúng ta ủ phân như thế nào. Và nội dung này sẽ có được phản ánh trong phần cuối của bản tin. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông nghiệp nổi bật có trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp kỳ này. Xuất khẩu gạo đang là điểm sáng nổi bật trong nhóm các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Xu hướng quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Hiệu quả từ trồng quýt ngọt trái vụ. Phân bón Hemex, lợi 3 trong 1. Thưa quý vị, thưa bà con, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương, thì kim ngạch xuất khẩu gạo đạt tới 1,56 tỷ đô la Mỹ và tăng 54,5%. Và hiện xuất khẩu gạo đang là điểm sáng nổi bật trong cái nhóm hàng nông lâm thủy sản. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định gạo xuất khẩu không chỉ tăng đột biến về lượng mà năm nay còn bán giá cao, mức bình quân là 526 đô la Mỹ một tấn, tăng 7,6%. Nhiều thời điểm giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đứng đầu thế giới, cao hơn giá gạo cùng chủng loại của Thái Lan và Ấn Độ. Xuất khẩu gạo tăng vọt do các thị trường truyền thống như Philippines tăng 45%, Trung Quốc tăng 119%. Các thị trường tiềm năng như Singapore cũng tăng gần 30%, Chile tăng gấp 25%. Kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Liên minh châu Âu ngày càng tăng trưởng nhờ sản phẩm gạo thơm, gạo hữu cơ, gạo chất lượng cao. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng dự báo, từ nay đến cuối năm, các nước sẽ ráo riết nhập khẩu gạo, và nhận định này hoàn toàn có cơ sở, bởi theo cảnh báo của các tổ chức khí tượng thế giới, hiện tượng El Nino đang trở lại gây nguy cơ mất mùa, khủng hoảng lương thực tại nhiều quốc gia. Một số tổ chức quốc tế cũng dự báo, toàn cầu sẽ thiếu hụt kỷ lục với khoảng 7,8 triệu tấn gạo trong năm 2023. Thưa quý vị, thưa bà con, trên địa bàn của huyện Lộc Ninh hiện nay, nhiều hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã chuyển đổi hoạt động theo xu hướng mô hình dịch vụ tổng hợp, đa ngành, đa nghề và có sự gắn kết hiệu quả hơn với doanh nghiệp để tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực. Toàn huyện Lộc Ninh hiện có 36 hợp tác xã đang hoạt động, thu hút hơn 200 thành viên là cá nhân, hộ gia đình, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Thời gian qua, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã phát huy vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho nông dân, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện tốt việc liên doanh liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được đẩy mạnh. Đến nay trên địa bàn huyện Lộc Ninh đã có 23 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 đến 4 sao. Thời gian tới, các hợp tác xã trong huyện tiếp tục đổi mới hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới, tích cực triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển thêm sản phẩm OCOP, chú trọng đầu tư xây dựng ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có từ 45 đến 48 hợp tác xã và phấn đấu mỗi xã có một sản phẩm đạt OCOP là cơ sở cốt lõi để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Anh Hưng Cát biết không, hiện nay với sự phát triển của thương mại điện tử thì chỉ với một chiếc điện thoại thông minh thôi thì chúng ta đã có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi thông qua các kênh bán hàng trực tuyến. Đúng rồi, và như vậy thì chúng ta có rất là nhiều cách khác nhau để bà con nông dân có thể tiếp cận và giới thiệu sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng. Và để thích ứng với thị hiếu của người dùng thì nhiều cơ sở sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang cũng đã chủ động giới thiệu các sản phẩm của mình thông qua mạng xã hội và doanh số bán hàng tăng, thị trường được mở rộng. Và đó là một minh chứng sinh động cho sự nhạy bén của bà con nông dân. Livestream trên mạng xã hội là cách mà chị Trần Hồng Nhiên giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp cà phê dừa đến với khách hàng. Mỗi lần livestream,
có hàng trăm người tương tác và doanh thu từ buổi livestream của chị đạt từ 1 cho đến 2 triệu đồng. Từ khi tiếp cận hình thức kinh doanh mới mẻ này, sản phẩm đã đến với đông đảo người tiêu dùng và chị Nhiên chủ động hơn với thị trường. Thời đại 4.0 thấy là cái tiềm năng bán hàng rất là lớn. Ngay từ khi chị khởi nghiệp là chị bán hàng trên TikTok luôn. Thì tất cả doanh thu chủ yếu là từ TikTok. Còn đối với đơn ngoài thì bây giờ ít. Để mà bán hàng mà được bền vững thì theo chị chỉ có cách là bán hàng chân thật thôi. Nhận thấy xu hướng quảng bá trực tuyến phát triển, cơ sở sản xuất bún Quỳnh Đức, thành phố Ngã Bảy cũng đang xây dựng các video clip lồng ghép quảng cáo sản phẩm. Mỗi tuần, cơ sở live stream trực tiếp các công đoạn sản xuất, tăng độ tương tác và tin cậy của người tiêu dùng. Cách làm này đã giúp cho người tiêu dùng khắp cả nước tiếp cận được mặt hàng của cơ sở và nhận về nhiều góp ý để hoàn thiện sản phẩm hơn. Hiện tại trong cái thời đại 4.0 thì người người nhà nhà đều có cái nhu cầu là mua hàng nhanh chóng và tiện lợi. Vì cái mục tiêu đó mà cơ sở Huỳnh Đức đã quyết tâm đẩy mạnh và phát triển các kênh online, các kênh trang mạng xã hội, ví dụ như Facebook, Fanpage, TikTok, thì họ có thể là ở nhà và đặt hàng sản phẩm. Bán hàng trên sàn thương mại điện tử cũng được nhiều người lựa chọn. Và tại tỉnh Hậu Giang, hiện có khoảng 28.000 tài khoản bán hàng trên vỏ sò Postmart, tăng 30% so với năm 2021. Doanh thu trên môi trường số ngày càng tăng là giải pháp giúp cho các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, đầu tư, quảng bá trên thị trường rất tiềm năng này. Diệu Hiền biết không, quýt ngọt đó là một cái trong những cái loại cây có múi rất là ngon và được rất là nhiều người lựa chọn, đúng không? Dạ. Và cây có múi thì được rất là nhiều người yêu thích, trong đó có quýt ngọt. Và trước đây quýt ngọt chỉ ra trái vào chính vụ thôi. Thế nhưng hiện nay với khoa học kỹ thuật tiên tiến thì rất nhiều những bà con nông dân có bề dày kinh nghiệm đã có thể xử lý thành công để quýt ngọt ra trái vụ và đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Vâng, với kinh nghiệm và sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường, nhà nông Lê Hoàng Minh ở ấp 8 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũng đã xử lý thành công để quýt ngọt có thể ra trái vụ và đáp ứng được những nhu cầu của người tiêu dùng. Và ghi nhận của phóng viên bản tin Kinh tế Nông nghiệp, mời quý vị hãy cùng theo dõi. Ngay từ miền Tây lên Bình Phước lập nghiệp, anh Lê Hoàng Minh đã thuê lại diện tích vườn quýt ngọt này. Khi đó, vườn quýt đã bị nhiễm bệnh và xuống cấp. Người chủ vườn đang có ý định chặt bỏ. Bằng kinh nghiệm có được sau nhiều năm trồng cây ăn trái có múi, anh Minh đã phục hồi lại vườn quýt, đồng thời xử lý để quýt ra trái vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo chia sẻ của anh Minh, có hai phương thức để quýt ngọt ra hoa trái vụ. Phương thức làm thông thường thì người ta sẽ dùng thuốc phun để chặn đọt và tạo mầm. Rồi sau đó là muốn cho ra hoa thì mình dùng cái thuốc mà để cho nó rớt đi một ít lá già để cho cây nó tái tạo lại cái thế hệ mới để nó ra đọt. Cái phương thức thứ hai á là mình dùng bạc chải, là không dùng thuốc. Thì khi mà dở bạc ra là mình kết hợp mình sẽ phun thuốc để cho kích thích cho cây nó tăng trưởng thì nó sẽ khao. Tổng diện tích vườn quýt anh Minh đang canh tác là 14,4 hectare, trong đó có 8 hectare đang trong thời kỳ thu hoạch. Nếu ra chính vụ, năng suất vườn có thể đạt từ 40 đến 45 tấn một hectare. Còn xử lý cho cây ra trái vụ, năng suất đạt từ 20 đến 25 tấn một hectare. Tùy trái vụ, năng suất vườn sẽ thấp hơn so với chính vụ, nhưng giá thành lại được cao hơn. Hiện tại, giá thương lái thu mua tại vườn là khoảng 18.000 đồng một kg. Với 8 hectare quýt thu hoạch, anh Minh dự kiến sản lượng vườn vụ này sẽ đạt khoảng 200 tấn. Tháng này là cái tháng mưa gió nó thất thường, mà nó gặp với nhiều loại trái cây như chôm chôm nè, rồi măng cục nè, sầu riêng nè. Nói chung là tất cả các loại trái cây là rơi vào tháng này đổ lên tới tháng 5 âm lịch thì nó sẽ rất là nhiều. Cho nên dự kiến là trong năm nay khi thu này mình sẽ làm sớm hơn để thu vào cái tháng Giêng và tháng 2 thì cái giá thành trái quýt nó rất là cao. Thông thường quýt ngọt từ khi ra hoa đến khi thu hoạch, loại trái vỏ còn xanh là 9 đến 10 tháng, còn loại siêu ngọt vỏ đã chuyển sang vàng cần thời gian từ 11 đến 12 tháng. Nhờ nắm bắt được kỹ thuật canh tác, biết ứng dụng khoa học công nghệ từ khâu trồng, tưới nước, bón phân đến tạo hoa làm trái, nên dù trái vụ nhưng vườn quýt vẫn sai quả. Từng chùm quýt chín nặng trĩu cành, trái tròn to, căng mọng.
Chúng tôi đánh giá rất cao những mô hình nông dân như thế này. Người nông dân rất là thông minh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, cũng như biết canh tác trái vụ để tăng giá thành sản phẩm. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ được nhân rộng những mô hình như thế này trên toàn phạm vi thành phố để những người nông dân trồng cây khác có thể học tập theo những mô hình như thế này. Về phía Hội Nông dân thành phố thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ người nông dân trong khả năng và điều kiện có thể của mình để người nông dân có thể phát triển kinh tế gia đình. Theo nhận định của bà con nông dân, vùng đất Tân Thành, thành phố Đồng Xoài rất phù hợp cho trồng cây quýt vì nguồn nước tưới sẵn có, khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng thích hợp. Cũng do bà con có thể khống chế được lượng nước, cho nên trái quýt có độ ngọt cao, rất được người tiêu dùng trong nước ưa thích. Vâng, thưa quý vị, phân hữu cơ vi sinh được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu cho nền nông nghiệp sạch, và trong đó thì quy trình ủ phân hữu cơ đơn giản từ các loại phế phẩm nông nghiệp và tự làm phân vi sinh không chỉ giúp là giảm lượng phân hóa học mà còn giúp cho cây xanh tốt và tiết kiệm được chi phí, bên cạnh đó còn tăng lợi nhuận cho bà con nông dân nữa. Và nhận thấy cái điều hữu ích từ cái việc mà ủ phân vi sinh thì nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước của chúng ta đã tăng cường việc từ sản xuất phân bón để mà chủ động cho cái việc mà chăm sóc cái vườn cây của mình. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Bản tin Kinh tế Nông nghiệp trong phóng sự ngay sau đây. Gia đình ông Trần Bá Ninh ở tổ 8, ấp Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng rau. Để đem đến nguồn rau sạch cho người tiêu dùng, gia đình ông Ninh ngoài áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp còn tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Trong đó, 50% số lượng phân hữu cơ đều do gia đình tự ủ. Bây giờ thì mình chuyển sang mình làm là có phân gà ủ với lại cho chấu đấy, mới vôi bột. Là mình ủ vào mình làm thì là rau nó đẹp hơn. Theo ông Ninh, việc tăng cường sử dụng phân hữu cơ từ sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo được nguồn rau sạch cho người tiêu dùng, nhất là trong xu thế phát triển nông nghiệp sạch hiện nay và giá cả phân bón leo thang, thì việc từ sản xuất phân hữu cơ từ các phế phẩm là cách lời cả đôi đường mà nhà nông cần phải hướng đến. Bà Chu Thị Mai Là, người dân ở ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, thị xã Chân Thành, cũng là một trong những hộ đang áp dụng canh tác hữu cơ vào vườn ổi của gia đình. Ngoài thực hiện trồng theo hướng hữu cơ, bà Mai Là còn tăng cường bón phân hữu cơ từ ủ và từ sản xuất phân vi sinh để đảm bảo chất lượng cây trồng. So với cái cách mà canh tác hóa học thì mình thấy canh tác bằng cái phương pháp mà làm vi sinh với hữu cơ là mình thấy là nó tiết kiệm được nhiều chi phí hơn, mình đỡ phải đi mua phân, mua thuốc nhiều hơn. Và cái sản phẩm mình làm ra thì được khách hàng và thị trường người ta yêu thích hơn, người ta chuộng hơn. Và mình bán được cái giá cao hơn, đồng thời bảo vệ cho sức khỏe của người tiêu dùng. Xác định nông nghiệp sạch là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, ông Hoàng Xuân Đông, nông dân ở thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập đã tự nghiên cứu, tìm tòi, ứng dụng cách sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh từ những phế phẩm nông nghiệp. Trước đó, ông Đông chủ yếu sử dụng bã đậu nành tự ủ làm nguồn phân hữu cơ chính. So với mình phải đi mua phân bón hóa học, ấy kinh phí thì nó phải lớn hơn rồi. Còn bây giờ tôi tự ủ phân đấy thì nói chung là giảm kinh phí, giảm 50-50. Hiệu quả tích cực của nó là nó phát triển rất là tốt. Bởi vì là nó đạm thực vật, nó không có gọi là chất hóa học gì cả, nó phát triển rất là tốt. Cây vươn tản, vươn cánh rất tốt. Một thực tế hiện nay cho thấy, hàng năm lượng phụ phẩm nông nghiệp thải ra là rất lớn. Và để tận dụng nguồn phụ phẩm này thì phương pháp ủ phân hữu cơ, phân bón vi sinh cho cây trồng là rất thiết thực. Ngoài ra, phân hữu cơ vi sinh còn được xem là một trong những giải pháp được sử dụng rộng rãi nhằm cải tạo đất, góp phần giảm lượng phân bón hóa học và quan trọng hơn đó là tăng năng suất cây trồng. So với lại những cái loại phân khác thì tất nhiên là nó sẽ giá nó cao hơn. Còn đây ủ phân là thứ nhất là chúng ta vừa đảm bảo về cái vấn đề là môi trường. Thứ hai nữa là cái an toàn vệ sinh thực phẩm, và cái thứ ba nữa là nó sẽ góp phần giảm cái giá thành. Và cái chất lượng thì vẫn đảm bảo. Thưa quý vị, thưa bà con, trong những năm gần đây thì trước cái sức ép về giá phân bón tăng cao và duy trì trong thời gian dài, thì việc mà chủ động sản xuất nông nghiệp hữu cơ chắc chắn sẽ là một cái phương pháp tối ưu nhất hiện nay, góp phần giúp cho nông dân giải được bài toán và vừa giảm đi cái chi phí mà vừa tăng ra cái nguồn lợi nhuận nữa để mà đảm bảo cung cấp sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Và đến đây, bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong đã đồng hành cùng với bản tin của chúng tôi. Chương trình xin được nhắc lại là mọi thông tin và những cái câu hỏi liên quan đến lĩnh vực kinh tế nông nghiệp thì xin mời bà con gọi về số điện thoại quen thuộc, đó là 02713888130 hoặc tương tác trên fanpage của chương trình. Các biên tập viên của chương trình sẽ tổng hợp và trả lời ngay cho bà con nông dân trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng với bà con nông dân.